Chào các bạn nha. Thì đây là một cái công trình nhà ở mà mình chuẩn bị làm điện nước đấy các bạn. Thì hôm nay thợ hồ chuẩn bị đổ bê tông trên cái nền này nha các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách mà mình đặt ống chờ cho bồn cầu với lại thác sàn với lại là thác lavabo rửa mặt nha các bạn. Đặt ống chờ để sau này mình khỏi phải khoan đục xuống nó mệt nha. Thì trước tiên mình phải xác định cái phòng vệ sinh của mình nha các bạn. Đó, cái phòng vệ sinh của mình nó sẽ nằm gọn trong cái đà này nha. Đây, cái khu này là sẽ phải nằm phòng vệ sinh nha các bạn. Thì chỗ này là cái cửa đi vào bên này. Bên này là cái cửa đi vô này các bạn. Đó, thì mình trước tiên mình sẽ bàn với chủ nhà về cách mà mình đặt ống hồng cầu với lại ống chờ cho thác sàn với lại lavabo để chủ nhà đồng ý cái đó nha các bạn. Rồi mình mới bắt đầu cố định nha. Trước tiên là ống hầm cầu nha các bạn. Thì mình sẽ xác định tâm giữa hai cái vách của cái phòng vệ sinh này nha các bạn. Và mình xác định tâm và mình đặt cái ống chỗ này nha. Thì cái ống này bạn mua một cái nối nha các bạn, nối 114 nha. Mình sẽ cố định xuống đây nha các bạn. Và tiếp theo nữa sẽ mình sẽ đo từ trong cái vách tường ở sau lưng bồn cầu của bạn ra nha các bạn. Thì thường thường các bạn, thường thường cái bồn cầu mình đặt các bạn thì nó sẽ cách cái vách tường là 35 cm nha các bạn. Là lúc mà chưa có tô là tường chưa tô đó các bạn, là tường gạch đó các bạn, là 35 cm nha. Và cái vách của mình đây này các bạn, cái vách phía sau bồn cầu của mình đây là cái vách này là tường đôi nha các bạn. Tường đôi là 20 cm nha, thì mình đo từ cái tấm ván ra các bạn, ra đây là thành 55 cm nha các bạn. Đó, và mình sẽ đặt cái hầm cầu chỗ này nha, cái ống ống chờ chỗ này nha các bạn. Cái ống chờ này thì các bạn bỏ bao đồ hoặc là xốp nó vô các bạn để cho người ta đổ bê tông đó, nó không có bị lọt vô nha. Và các bạn dùng kẽm các bạn. Các bạn cố định cứng lại nha các bạn để sau này người ta đi người ta đổ bê tông các bạn nó khỏi khỏi chạy cái vị trí của mình nha các bạn. Rồi, thì tiếp theo là tới cái phễu thắt sàn nha. Thì cái phễu thắt sàn thì mình xài ống 90 nha. Và mình cũng mua một cái nối rồi mình cũng bỏ bao hoặc là xốp vô các bạn. Và mình cố định lại nha, cố định bằng kẽm thôi các bạn. Thì cái phễu thắt sàn này mình đặt xa các bạn thấy không các bạn? Thì tại sao mà cái phễu thắt sàn này mình không đặt vô góc mà mình lại đặt ra giữa giữa giữa, giữa chừng cái toilet vậy? Các bạn có thắc mắc không các bạn? Thì lý do là chủ nhà yêu cầu của các bạn là cái chỗ đặt bồn cầu á, nó sẽ cao hơn cái nền của phòng vệ sinh nha. Cao hơn 10 phân các bạn. Nó sẽ tạo thành một cái G nha các bạn. Đó, từ trong này ra ngoài này nè các bạn. Đó, ngay cái chân của anh thợ hồ đó các bạn. Đi ra đây nó sẽ cao hơn cái nền của cái phòng vệ sinh, cái nền của phòng của toilet nha các bạn. Cao hơn 10 phân nha. Ở chỗ này nè các bạn, nó sẽ cao hơn 10 phân so với cái mặt nền chung của cái phòng tắm các bạn. Chủ nhà làm vậy á, với ý đồ là để lúc mà mình tắm á các bạn thì nước nó sẽ không có ướt được cái nền của cái bồn cầu nha. Tại cái nền của bồn cầu nó sẽ cao hơn cái nền của phòng vệ sinh này là 10 phân các bạn. Và cái độ dốc có thể nó sẽ chán dốc từ trong tường ra ngoài cái phễu thu sàn của mình luôn nha các bạn. Chỗ này nè các bạn. Thì từ chỗ này đổ vô trong phía trong vách đó các bạn thì nó sẽ cao hơn 10 phân so với cái nền ở ngoài này nha các bạn. Khi mà mình tắm đó các bạn thì nước bên vòi tắm ở bên bên này các bạn sẽ chảy vô phía thu sàn này nha. Còn phía bên phòng bên bên cái bồn cầu này các bạn thì nó sẽ chán dốc cũng dốc về cái phía thu sàn này luôn nha các bạn. Để khi nào mà mình vệ sinh bồn cầu đổ đó các bạn thì nước sẽ dốc về phía thu sàn nha. Rồi. Bây giờ tiếp theo là tới ống thoát của cái bồn rửa mặt nha các bạn. Thì đây là ống thoát bồn rửa mặt mà mình đã đặt xong rồi nha. Đây, thì để đặt cái ống thoát này chính xác đó các bạn thì các bạn cũng phải cần xác định vách của cái phòng vệ sinh này thật chính xác nha. Để mình đặt khỏi bị lộn nha các bạn. Thì cái ống thoát của cái bồn rửa mặt này các bạn mình sẽ đặt là phi 34 nha. Và mình cũng cố định chắc xuống cái mặt sàn của cái mặt sàn mà chuẩn bị đổ bê tông đó các bạn. Đây mình cố định bằng kẽm nha các bạn. Cố định sát xuống luôn nha, sát càng cứng càng tốt nha các bạn. Để khi mà đổ bê tông của bạn hồ nó sẽ không có bị chảy ngược vô ống nha. Đó. Thì các bạn cần lưu ý một điều là để đặt ống này các bạn thì các bạn cần phải xác định cái tường phía bên mà mình đặt cái bồn rửa mặt này các bạn là tường đôi hay tường đơn nha. Để mình đặt sao cho cái ống nó nằm trong cái tường gạch nha các bạn, để sau khi mà người ta xây vách lên các bạn thì cái ống này sẽ nằm hoàn toàn trong cái tường gạch nha. Còn cái khoảng trống ở giữa cái bồn rửa mặt này nè các bạn, đó với lại cái thác sàn này nha, là mình sẽ đặt một cái vòi tắm nha các bạn. Thì vòi tắm thì sau này mình sẽ cắt tường sau, mình không có đặt ống sẵn nha.
Các bạn nên lưu ý là đặt ống thì mình phải đặt ống nối nha các bạn, để sau này mình lúc mà mình thao tác ở phía dưới cái trần này nữa các bạn, mình sẽ nối ống vô dễ dàng hơn nha. Và các bạn lưu ý là phải cố định thật cứng những cái ống nối mình chờ sẵn đây nha các bạn, để cho khi đổ bê tông bạn nó khỏi phải xê xích vị trí nha. Rồi thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ xong với các bạn cách là mình đặt những cái vị trí phễu thu sàn bồn cầu với lại la bô rửa mặt để chuẩn bị chờ để đổ bê tông rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình xin phép tạm dừng video của mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Tạm biệt các bạn.